Thưa quý vị và các bạn, năm 1863, phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ra đời. Trong suốt 157 năm hoạt động, phong trào cam kết luôn mang sự hỗ trợ nhân đạo phù hợp và kịp thời tới các cộng đồng dễ bị tổn thương, không có sự phân biệt đối xử. Tại tỉnh Long An, các cấp hội chữ thập đỏ luôn tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức các hoạt động, chương trình thiết thực, giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước tại địa phương. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động hiến máu tình nguyện, lượng máu tiếp nhận để cấp cứu điều trị cho người bệnh giảm sút, gây nên tình trạng khan hiếm máu, nhất là với nhóm máu A và nhóm máu O. Trước tình hình đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tham gia và vận động mọi người tham gia hiến máu cứu người, đảm bảo đủ lượng máu cho các bệnh nhân cần máu trong thời điểm dịch bệnh. Sau khi đã có cái sự chỉ đạo của ban dân tỉnh rồi thì các ngành vào cuộc nhanh, thì bây giờ tình hình chung thì bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Hồ Chí Minh đã đủ lượng máu cung cấp cho khu vực nói chung, trong đó có Long An chúng ta, thì nói cách khác thì tình hình thiếu máu đã được khắc phục. Có rất nhiều cách để mỗi cá nhân có thể đóng góp những việc làm thiện nguyện cho xã hội, giúp ích cho đời. Với chị Đỗ Thị Ngọc Giàu, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường 7 thành phố Tân An, việc chia sẻ những giọt máu hồng tình nguyện là cách làm thiết thực nhất. Sau lần hiến máu đầu tiên, chị cảm thấy sức khỏe vẫn rất tốt nên tiếp tục hiến máu nhiều lần nữa. Mỗi lần hiến máu, chị còn cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn vì đã làm được một việc làm ý nghĩa cho xã hội. Đến nay, chị đã hiến máu được 16 lần, trong đó có không ít lần hiến máu đột xuất nhằm khắc phục kịp thời tình trạng thiếu máu cho bệnh viện đa khoa tỉnh. Bản thân mình là mình có sức khỏe thì mình lại có cái giống như là mình có cái hạnh phúc hơn mọi người khác. Thì mình cũng không có cái tấm lòng gì nhiều, mình chỉ có đem những cái giọt máu của mình để cho những người bệnh mà người ta đang cần, để người ta có cái cuộc sống. Mình còn sức khỏe thì mình vẫn hiến máu. Ngoài cái công tác hiến máu là tham gia rất tốt, giúp các hộ nghèo gặp khó khăn, lúc nào cũng là hăng say nhiệt tình trong công tác, không kể là ngày đêm hay là giờ giấc gì á. Song song với công tác vận động hiến máu, trong tháng 5 này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn phát động tháng nhân đạo, là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo, trong đó tập trung ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thông qua sự vận động của các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh, đã có nhiều tổ chức mạnh thường quân ủng hộ trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ công tác phòng chống dịch như buồng khử khuẩn, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, dung dịch sát khuẩn trị giá hàng tỷ đồng. Điều đó đã khẳng định vai trò vị trí của tổ chức hội chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, tương thân tương ái với tinh thần chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi.